đứng trước việc lựa chọn hướng đi phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các bạn trẻ luôn đặt ra nhiều câu hỏi. Ngành này có những lĩnh vực nào? Học công nghệ thông tin xong thì đi làm nghề gì? Mức lương cho các vị trí công việc ra sao? Vân vân. Trong bài viết này, Spyroom và Top CV sẽ cung cấp những thông tin tổng quan với hy vọng giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành công nghệ thông tin để đưa ra lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Làm công nghệ thông tin là làm gì? Theo trang WordNet của Đại học Princeton, công nghệ thông tin hay tiếng Anh là IT, Information Technology, là một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và viễn thông để thu nhận, lưu trữ và truyền tải thông tin. Thuật ngữ này xuất hiện lần đầu năm 1958 tại bài viết của hai tác giả Harold J. Leavitt và Thomas L. Whistler trên tạp chí Harvard Business Review. Trong đó họ viết, công nghệ mới này vẫn chưa có tên riêng, chúng tôi sẽ gọi nó là công nghệ thông tin. Ở Việt Nam, khái niệm công nghệ thông tin được hiểu và định nghĩa trong nghị quyết số 49 của Chính phủ, ký ngày 4 tháng 8 năm 1993 về phát triển công nghệ thông tin của Chính phủ. Theo đó, công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại, chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn thông, nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội. Vậy, làm công nghệ thông tin là làm gì? Đây là thắc mắc chúng tôi nhận được rất nhiều từ các bạn trẻ. Khó có thể trả lời câu hỏi này một cách trọn vẹn bởi công nghệ thông tin là lĩnh vực vô cùng đa dạng các loại hình công việc, chưa kể phụ thuộc vào từng mô hình công ty mà những vị trí trong thực tế có sự chồng chéo lẫn nhau. Công việc trong ngành IT không bó hẹp trong một mảng lập trình như nhiều bạn vẫn lầm tưởng, mà còn rất nhiều vị trí thú vị khác như làm sản phẩm, các vị trí liên quan tới product, làm thiết kế, design hay làm cầu nối giữa khách hàng với đội ngũ phát triển BRSE và IT Counter, đảm bảo chất lượng, QA, QC hay hỗ trợ hệ thống IT Help Desk. Như vậy, ngành IT không hề khô khan như nhiều người lầm tưởng mà cũng có rất nhiều công việc cần đến sự sáng tạo, kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thấu hiểu vấn đề của người dùng hay khách hàng. Công nghệ thông tin không nhất thiết chỉ dành cho những người đầu to mắt cận hoặc chỉ phù hợp với những bạn nam như một số định kiến từ trước tới nay. Nhân lực ngành công nghệ thông tin có những điểm nào đáng chú ý? Bước vào thời đại số, công nghệ và khoa học kỹ thuật được xem là động lực lớn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Từ khá lâu, công nghệ thông tin đã trở thành ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của các trường đại học. Những năm gần đây, ngành này cũng là lựa chọn được nhiều bạn trẻ quan tâm bởi cơ hội việc làm cao và mức thu nhập được đánh giá là tốt hơn so với trung bình xã hội. Theo báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2020, top 3 lý do khiến một người làm trong ngành công nghệ thông tin cảm thấy hài lòng với công việc là được đào tạo bài bản và phát triển kỹ năng chuyên sâu, có lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng và có mức lương thưởng đãi ngộ xứng đáng. Nhu cầu tuyển dụng trong ngành công nghệ thông tin năm 2019 tăng gần 2,5 lần so với năm 2018. Dự báo năm 2020 sẽ tiếp tục tăng với số lượng nhân sự tuyển dụng cao gấp 1,6 lần năm 2019. Theo các số liệu về thị trường công nghệ thông tin, năm 2020, Việt Nam cần hơn 400.000 nhân lực và dự kiến năm 2021 là 500.000. Mức lương của các vị trí phổ biến nhất trong ngành công nghệ thông tin dựa theo kỹ năng hay ngôn ngữ lập trình thường được xem là cao hơn so với mặt bằng chung của các ngành nghề khác. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức lương sẽ có sự biến động rất lớn tùy thuộc vào kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và môi trường làm việc. Không nên ảo tưởng rằng làm ngành IT thì ra trường đương nhiên phải có lương cao. Bạn nên nhớ rằng những con số ở đây chỉ có tính chất tham khảo tương đối, có thể mức lương sẽ rất khác tùy thuộc vào bản thân bạn. Ngành công nghệ thông tin và những câu hỏi thường gặp. Dựa trên những câu hỏi khảo sát từ bạn đọc từ mọi miền đất nước của Spyroom cùng kinh nghiệm trong mảng tuyển dụng, đào tạo nhân sự từ Top CV, chúng tôi đã biên soạn một bộ Q&A chi tiết nhằm giải đáp thắc mắc xoay quanh câu chuyện hướng nghiệp của các bạn trẻ. Thứ nhất, học công nghệ thông tin sau này đi làm nghề sửa máy tính có phải không? Không phải, công nghệ thông tin có rất nhiều nhánh khác nhau và hầu hết thì không làm nghề sửa máy tính. Học công nghệ thông tin có cần giỏi toán không? Câu trả lời là có và không, tùy thuộc vào yêu cầu công việc. Có công việc bạn chỉ sử dụng đến toán lớp 5, nhưng cũng có công việc cần sử dụng tới đại số tuyến tính. Tuy nhiên, không thể phủ nhận nếu học toán tốt, bạn sẽ có lợi thế khi học lập trình. Và nếu muốn làm những công việc đang hot như AI Engineer, tức là lập trình viên trí tuệ nhân tạo, thì toán là yêu cầu bắt buộc. Học sinh cấp 3 cần những gì trong ngành công nghệ thông tin? Trong thời gian học trung học phổ thông, bạn có thể thử sức với một số môn liên quan tới ngành công nghệ thông tin như là lập trình Pascal, cơ sở dữ liệu trên Microsoft Access. Ngoài ra, bạn có thể tự mày mò, học thêm trên Internet để hiểu rõ hơn về ngành. Nên học lập trình ngôn ngữ gì để kiếm được nhiều tiền? Không có ngôn ngữ lập trình nào đảm bảo có thể kiếm được nhiều hơn các ngôn ngữ lập trình khác. Mục đích của lập trình là giải quyết vấn đề bằng máy tính. Bạn giải quyết được vấn đề càng khó thì càng ra nhiều tiền. Vậy, để kiếm được nhiều tiền, bạn cần kỹ năng lập trình tốt và kinh nghiệm. Còn tùy vào công việc bạn muốn làm sẽ có các ngôn ngữ tương ứng để lựa chọn. Nên học lập trình ở đâu, ở trung tâm hay trường đại học? Nếu có thể, bạn nên học trường đại học vì bạn sẽ được đào tạo đầy đủ nhất các kiến thức nền tảng. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp học thêm ở trung tâm và tự học thêm ở nhà. Có nên học các khóa đào tạo công nghệ thông tin ngắn hạn? Nếu có điều kiện, bạn có thể đăng ký học thêm các khóa đào tạo công nghệ thông tin nếu nó giúp bạn tiết kiệm thời gian,
nhưng không nên phụ thuộc vào các khóa học đó hoặc đi học quá nhiều khóa học nhỏ lẻ. Phần lớn các bạn học lập trình tốt ở trên trường đại học và có kỹ năng tự học tốt thì không cần tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn. Đi làm có cần bằng đại học không? Bằng đại học không phải yêu cầu bắt buộc để đi làm. Doanh nghiệp cần kiến thức và kỹ năng của bạn chứ không phải tấm bằng. Tất nhiên, nếu không học đại học, bạn cũng phải xây dựng cho bản thân một kế hoạch học tập khác, vì không cần bằng chứ không phải là không cần học. Bằng đại học loại giỏi có quan trọng không? Có và không. Phần lớn các công ty tuyển dụng không yêu cầu bạn phải có bằng giỏi, nhưng nếu bạn đạt bằng giỏi thì sẽ có những lợi thế cạnh tranh nhất định so với các bạn khác. Đặc biệt khi mới ra trường, nếu bạn không có kinh nghiệm thực tế thì bằng đại học và bảng điểm chính là cái nhìn đánh giá đầu tiên. Ngoài ra, nếu tiếp tục học lên cao hơn, bằng giỏi có thể giúp bạn thêm điểm cộng khi xin học bổng. Sinh viên học trái ngành nhưng muốn chuyển sang làm công nghệ thông tin được không? Đầu tiên, bạn phải tìm hiểu rõ hơn về ngành công nghệ thông tin để tránh bị trái ngành thêm một lần nữa. Sau khi đã chắc chắn muốn chuyển về công nghệ thông tin, bạn cần quyết tâm đủ lớn để làm lại từ đầu. Nếu bạn muốn có sức cạnh tranh tương đương những bạn học đúng chuyên ngành, bạn hãy đầu tư thời gian và công sức tương đương để bù đắp lại các kiến thức bị thiếu. Ngoài ra, cũng có những vị trí không yêu cầu kiến thức kỹ thuật chuyên sâu nên có thể không cần học đúng ngành ngay từ đầu, như hỗ trợ chăm sóc khách hàng, thậm chí là BA hay Product. Mức độ quan trọng của thuật toán đối với người học lập trình. Giải thuật là công việc bắt buộc trong lập trình. Tuy nhiên, thuật toán không phải cái gì đó quá cao siêu như các bài thi Olympic tin học. Ví dụ, bạn đưa ra một cách thức tính tổng các số chẵn trong một dãy số cũng là giải thuật toán rồi. Còn nếu bạn mong muốn ứng tuyển vào các công ty công nghệ lớn, khả năng giải thuật của bạn phải siêu thì mới có cơ hội qua được bài kiểm tra đầu vào. Ngoài ra thì còn rất nhiều câu hỏi khác nữa. Ví dụ như mức độ quan trọng của ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh với người học lập trình. Nên chọn một công nghệ hot để đáp ứng nhu cầu thị trường hay tập trung trau dồi kiến thức nền tảng. Xin việc ngành công nghệ thông tin có khó không? Cơ hội tăng tiến nghề nghiệp trong ngành công nghệ thông tin thế nào? Xu hướng tương lai của ngành công nghệ thông tin, nhánh nào sẽ phát triển và nhánh nào sẽ bão hòa? Tất cả những câu hỏi trên sẽ được giải đáp trong ấn phẩm sắp tới của Spyroom và Top CV, người trong môn nghề ngành IT có gì. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng ký đọc thử và đặt trước sách Người trong môn nghề ngành IT có gì để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.